Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Trong tập trước, chứng kiến từng trần cư nhiên có thể thôi động bảo khí truyền âm nói ra hết nội dung lúc trước, làm cho phong hồi tôn giả hai con ngươi lan tràn tơ máu, gan giọng nói. Người biết thôi động món bảo khí truyền âm này, để lời nói lúc trước truyền ra. Phong hồi tôn giả, rốt cuộc chuyện này là sao? Sao ngươi lại có tử tin thạch tiến hành giao dịch? Chân ngôn địa tôn và dự quan thánh chủ vô cùng phẫn nộ, con mắt đỏ ngầu, dịp hách trưởng lão ánh mắt cũng lạnh như băng, trong đại doanh quản lý thiên công tác của hắn vậy mà xảy ra loại chuyện này hắn cũng có trách nhiệm sẽ bị tổng bộ trách phạt phong hồi tôn giả thất kinh vội vàng nhìn về phía cổ hút địa tôn cách đó không xa cổ hút địa tôn thấy vậy thì thân hình đột nhiên chuyển động khí tức địa tôn đáng sợ bao phủ huyền ánh hiện lên cổ hút địa tôn một chưởng vỗ lên óc phong hồi tôn giả đánh nổ đầu phong hồi tôn giả ngay tại chỗ máu thịt bốc hơi lực lượng địa tôn kinh khủng tràn ngập trực tiếp phá hủy linh hồn của phong hồi tôn giả trước khi đầu phong hồi tôn giả nổ tung từng từng rõ ràng nhìn thấy phong hồi tôn giả trong mắt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi tựa hồ không thể tin được cổ hút địa tôn sẽ tru sát hắn bởi vì hắn tốt xấu gì cũng là cường giả nhân tôn người nổi bật trong thiên công tác nếu sớm có phòng bị cổ hút địa tôn cho dù thực lực mạnh hơn hắn cũng không thể dễ dàng một chưởng đánh chết hắn như vậy thân hồn câu diệt hết thảy đều bởi vì hắn căn bản không có phòng bị cổ hút địa tôn không chỉ phong hồi tôn giả không thể tin được ngay cả chân ngôn địa tôn cùng diệu quan thánh chủ cũng không thể tin được bởi vì cổ hút địa tôn là người không có quyền tru sát phong hồi tôn giả trong tình huống bình thường phải đem phong hồi tôn giả áp giải đến tổng bộ thiên công tác tiếp nhận trưởng lão thẩm vấn cổ hút địa tôn ngươi làm vậy là có ý gì chân ngôn địa tôn tức giận chất vấn các trưởng lão khác sắc mặt cũng đều khó coi ngay cả ánh mắt dịp hách trưởng lão cũng trầm xuống trong lòng kinh sợ một gã thánh tử hạch tâm cấp bậc nhưng tôn vẫn lạc lần này hắn khó thoát tổng bộ tết phạt từng trần ở một bên cười lạnh hắn mặc dù cũng ngoài ý muốn sự tàn nhẫn của cổ hút địa tôn nhưng lấy thực lực của hắn lúc trước nếu muốn ra tay vẫn có thể cứu được phong hồi tôn giả chỉ là hắn lười ra tay mà thôi dù sao việc này sẽ làm bại lộ thực lực của hắn quá nhiều cổ hút địa tôn thần sắc lạnh như băng nói phong hồi tôn giả cố kết với dị tộc ăn trộm tài nguyên chiến lược của liên minh nhân tộc tội đáng chết vạn lần thiên công tác ta là trụ cột của nhân tộc nếu để ta biết được ai dám ăn cây táo rào cây sung cố kết với dị tộc ta sẽ đích thân giết hắn chân ngôn địa tôn ta giết hắn ngươi có ý kiến gì ta đương nhiên có ý kiến thứ nhất phong hồi tôn giả là thánh tử trung tâm của thiên công tác sau khi đột phá cảnh giới tôn giả ít nhất cũng là một chấp sự cao tầng cho dù là cố kết với dị tộc cũng nhất định phải mang về tổng bộ thiên công tác tiến hành xử lý thứ hai hắn cố kết dị tộc như thế nào chắc chắn sẽ có tất cả con đường cùng với một ít phương pháp liên lạc những thứ này ta còn chưa hỏi đến thứ ba hắn từng cố kết với đối phương nói qua lúc này có cao tầng thiên công tác của ta cùng đối phương thương nghị có thể được phong hồi tôn giả xưng là cao tầng tối thiểu cũng là trưởng lão cấp bậc địa tôn huống chi trước khi chết hắn đã gọi họ của ngươi chân ngôn tôn giả nhìn thẳng cổ hút địa tôn lúc trước khi từng trần nói với hắn là phong hồi tôn giả và cổ hút địa tôn có thể cố kết với dị tộc hắn còn có chút không dám tin tưởng nhưng hiện tại hắn không thể không nghi ngờ tất cả những chuyện này có cổ hút bị tôn ở bên trong bởi vì cử động của cổ hút bị tôn quá mức cổ quái hừ hắn chỉ bị từng trần bắt lấy làm tạc tâm muốn tìm ta giúp đỡ dù sao chư vị đều biết phong hồi tôn giả là dưới trướng của ta hắn cố kết dị tộc ta cũng có trách nhiệm nhất định nói đến đây vẻ mặt cổ hút bị tôn âm trầm liếc nhìn từng trần bất quá ta rất nghi hoặc cho dù phong hồi tôn giả cố kết dị tộc các hạ làm sao biết được tuy rằng sau đó ta mới chạy tới nhưng các hạ vừa mới đến đại doanh thiên công tác của ta vậy mà có thể bắt được phong hồi tôn giả và dị tộc nói chuyện còn có thể thôi động truyền âm bảo khí này không phải giải thích một chút sao mọi người nghe vậy thì đều rối rít nhìn về phía tầng trần đúng vậy điều này cũng có chút cổ quái cổ hút địa tôn muốn đổ tội cho ta vẫn là nên trả lời vấn đề trước đó cho thỏa đáng Tần trần tiến lên một bước không sai cổ hút trưởng lão giải thích một chút đi chân ngôn tôn giả cũng đi lên phía trước trên sân tất cả mọi người đều nhíu mày cổ hút địa tôn là trưởng lão thiên công tác gần với cường giả đỉnh cấp như dịp hách trưởng lão trưởng quản khai thác khoáng mạch trong đại doanh này ở thiên công tổng bộ cũng có bối cảnh không chỉ có quyền lực lớn thực lực cũng mạnh mặc dù lúc trước đích xác rất quá phận nhưng người bình thường cũng không dám khiêu chiến với hắn chân ngôn tôn giả và từng trần không ngờ lại bước thẳng tới cổ hút trưởng lão khiến tất cả mọi người đều toát mồ hôi lạnh trong mắt rất nhiều người cổ hút bị tôn là một nhân vật tàn nhẫn thủ đoạn thiết huyết so với chân ngôn tôn giả bất luận bối cảnh thực lực quyền lực đều mạnh hơn không chỉ một chút hai bên giằng co lẫn nhau dương cung bạc kiếm không ít trưởng lão đều nhìn về phía diệp hách trưởng lão Diệp Hách trưởng lão là người trưởng quản đại doanh này, nhất định phải do hắn ra mặt. Diệp Hách trưởng lão cũng vô cùng đau đầu, cổ hút địa tôn tuy địa vị dưới hắn, nhưng hắn ở trong thiên công tác bối cảnh quá sâu, mặc dù lúc trước làm quá phận, nhưng không có đủ chứng cứ, hắn cũng không dám dễ dàng bắt lấy đối phương, một khi không cẩn thận sẽ bị đối phương cắn trả. Mà thấy chữ Hách trưởng lão không nói lời nào, các trưởng lão khác nhau nhau hiểu ra. Cổ hút trưởng lão, chân ngôn tôn giả, có chuyện gì từ từ nói, hà tất tức giận, có trưởng lão đi ra khuyên giải. Đúng vậy, có chuyện gì mọi người ngồi xuống nói chuyện với nhau không cần thiết bởi vì một cái phong hồi tôn giả mà gây ra mâu thuẫn một trưởng lão khác cũng tiến lên nói chân ngôn tôn giả nhíu mày tuy rằng từng trần để hắn hiểu được chuyện này cổ hút trưởng lão khẳng định có vấn đề nhưng hắn vừa mới đột phá địa tôn sợ rằng không phải đối thủ của cổ hút trưởng lão nếu như không có dịp hách trưởng lão ủng hộ bọn họ bên này tất nhiên sẽ nguy hiểm chân ngôn tôn giả không khỏi nhìn về phía Tần trần hắn nhất định là lấy quyết định của tần trần làm chủ tần trần cũng không nhìn những trưởng lão khác ở đây cười lạnh nói vừa rồi chư vị đều thấy được cổ hút trưởng lão vội vàng đánh chết phong hồi tôn giả nhất định muốn giấu giếm thứ gì đó phong hồi tôn giả trước khi chết đã hô một chữ cổ ánh mắt cũng nhìn về phía cổ hút trưởng lão chư vị không thể không chú ý tới huống chi phong hồi tôn giả cũng nói thiên công tác có cao tầng sẽ bàn bạc với đối phương trưởng lão cổ hút là người có cấp bậc trên phong hồi tôn giả rất có thể là hắn nếu không chẳng lẽ còn là chư vị sao từng trần nhìn về phía các trưởng lão khác thậm chí ánh mắt rơi vào trên người diệp hách trưởng lão hắn không biết các trưởng lão khác có vấn đề gì nhưng cổ hút trưởng lão khẳng định có vấn đề hắn tùy ý để cổ hút trưởng lão đánh chết phong hồi tôn giả ngoại trừ nguyên nhân không muốn một lần bại lộ quá nhiều thực lực còn có bởi vì hắn nghe được lúc trước phong hồi tôn giả truyền âm biết được phong hồi tôn giả biết đến cũng không nhiều cho dù lưu lại người sống sợ không biết nội dung cụ thể giá trị không lớn cổ hút địa tôn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào từng trần ánh mắt bắn ra hàng quang hừ ngươi là cái thái gì một tên thánh tử mà thôi hơn nữa không có đến tổng bộ báo cáo ta là phó thống lĩnh của cái đại doanh này trưởng lão công tác này ngươi có tư cách gì chất vấn ta vậy sao vậy ta là chấp sự trong thiên công tác có thể chất vấn ngươi được chưa chân ngôn tôn giả tiến lên một bước ha ha chân ngôn tôn giả người cố kết với tên từng trần này cả gan làm loạn như vậy hiện tại ta lại hoài nghi trong này rốt cuộc có âm mưu của các ngươi hay không muốn hãm hại ta đoạt quyền sao người có tư cách gì cổ hút địa tôn khí thế bừng bừng toàn bộ không khí trong hư không trở nên vô cùng nặng nề hư không nổ vang ù ù dựa vào ta là đệ tử của thiên công tác liền có thể nghi ngờ ngươi chân ngôn tôn giả gầm thét ha ha chư vị trưởng lão nói như vậy ta thỉnh cầu bắt giữ từng trần này ta hoài nghi hắn cũng có cấu kết với dị tộc đây là hắn và phong hồi tôn giả chó cắn chó lý do của ta rất đơn giản bởi vì hắn vừa mới đến liền tập trung vào phong hồi tôn giả hơn nữa có thể thôi động truyền âm bảo khí rất nhiều trưởng lão nghe vậy thì hai mặt nhìn nhau lên tiếng nói cổ hút trưởng lão thứ cho chúng ta không thể tuân mệnh các trưởng lão khác cũng không phải người ngu mặc dù bọn họ không tán thành hành động của chân ngôn tôn giả và tần trần nhưng vẫn có thể cảm giác được cổ hút trưởng lão vấn đề hẳn là lớn hơn cổ hút địa tôn có chút tức giận mặc dù hắn không cho rằng những trưởng lão khác chủ động bắt từng trần nhưng mọi người từ chối dứt khoát như vậy làm cho hắn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo thẹn quá hóa giận hơn nữa hắn cũng nghi hoặc từng trần làm sao biết bí mật của hắn ta vẫn giữ câu nói kia phong hồi tôn giả phản bội thiên công tác ta giết hắn không có bất cứ vấn đề gì nếu các ngươi cho rằng ta có vấn đề liền để cấp trên đến điều tra ta cổ hút địa tôn xoay người rời đi hắn ta vì thiên công tác lập xuống công lao hãng mã hậu trường thâm hậu không cho rằng thiên công tác bởi vì hắn ta giết phong hồi tôn giả liền đem hắn làm như thế nào ha ha cười khẽ một tiếng khí tức từng từng lăng lệ lên bởi vì khí tức lăng lệ này xuất hiện trong nháy mắt bị cắt chém thành ngàn vạn tia chỉ một lát một cổ kiếm thế đáng sợ nhập thể mà ra chụp vào cổ hút bị tôn chư vị trưởng lão chẳng lẽ thật sự để hắn tùy ý rời đi sao ánh mắt từng từng đảo qua mọi người rơi vào trên người diệp hách trưởng lão tiểu tử người muốn chết cổ hút trưởng lão nổi giận chẳng qua chỉ là một tên thánh tử vừa đột phá tôn giả làm gì có gan ra tay với bổn tọa cổ hút trưởng lão gầm lên một tiếng sát khí trong lòng dâng lên thân hình hắn giống như ảo ảnh đột nhiên đánh về phía tầng trần tay phải thò ra giống như là màn trời che khuất bầu trời uy áp địa tôn lan tràn ra bao phủ một phương thiên địa cổ hút trưởng lão người thật quá đáng chân ngôn tôn giả gầm lên một bước bước ra đi lên phía trước một quyền đánh về phía cổ hút trưởng lão chân ngôn tôn giả người đây là tự tìm chết cổ hút trưởng lão cười lạnh một tiếng chỉ là nhân tôn đỉnh phong cũng muốn đối địch với mình phịch một tiếng cổ hút địa tôn xoay người đánh một chưởng về phía chân ngôn tôn giả khí kình tỏa ra bốn phía trong nháy mắt hư không bắt đầu vặn vẹo cuốn về phía chân ngôn tôn giả toàn bộ hư không chia năm xẻ bảy uy áp tôn giả đáng sợ quét qua trong khói bụi nồng đậm rất nhiều trưởng lão lộ vẻ kinh sợ nhào nhao lui về phía sau sắc mặt dịp hách trưởng lão trầm xuống quá khẽ dừng tay hắn biến sắc tiến lên ra tay muốn nhúng tay vào trước đó đã chết phong hồi tôn giả nếu để cho chân ngôn tôn giả cũng bị cổ hút bị tôn chém giết vậy thì phiền toái rồi hắn không thể giải thích với thiên công tổng bộ chỉ thấy kinh khí kịch liệt quét qua không đợi dịp hách trưởng lão ra tay đã thấy chân ngôn tôn giả và cổ hút trưởng lão lập tức tách ra kinh khí kinh khủng trên thân hai người va chạm bộc phát ra sát ý nghịch thiên chân ngôn tôn giả không ngờ ngươi lại đột phá đến cảnh giới địa tôn khó trách dám hò hét với ta hừ chân ngôn tôn giả cho dù ngươi có đột phá địa tôn cũng không có tư cách cùng ta giao thủ không biết trời cao đất rộng hôm nay bản trưởng lão sẽ cho ngươi biết cái ngươi gọi là đột phá ở trước mặt bản trưởng lão không chịu nổi một kích dứt lời trong cơ thể cổ hút địa tôn bộc phát ra dung viêm đỏ thẩm thông thiên hỏa diễm cùng cuộn thiêu đốt thiêu đốt bầu trời đêm thành màu đỏ chót cổ hút địa tôn ngươi không cần lớn tiếng bó tay chịu trói tiếp nhận điều tra nếu không ta cũng muốn liều chết ngăn cản ngươi chân ngôn tôn giả gầm lên ánh mắt ngưng trọng vừa mới giao thủ một phen với cổ hút địa tôn chân ngôn tôn giả kinh hãi không thôi tuy rằng hắn đã đột phá đến cảnh giới địa tôn nhưng so với cổ hút địa tôn đích xác cách biệt quá xa đối phương không hổ là người nổi bật trong mảnh doanh địa này nực cười bằng ngươi người chết ta cũng không sao bên trong có đáng sợ địa hỏa dung viêm bộc phát ra bên ngoài có lực lượng tôn giả cường hãn Tân hình cổ hút bị tôn lóe lên lựa chọn cận chiến với chân ngôn tôn giả uy áp cùng cuộn cường thế vô cùng diệt chân ngôn tôn giả gào thét thần thông vô hình tràn ngập trong thân thể hai cổ lực lượng va chạm vào nhau chân ngôn tôn giả vừa ra tay chính là một trong những tuyệt chiêu của mình một gợi sóng màu vàng tràn ngập ra không phải màu vàng thuần túy mà là càng thêm bá đạo càng thêm ám kim sắc mang tính hủy diệt ba một tiếng gợn sóng màu ám kim lấy chân ngôn tôn giả làm trung tâm khuếch tán ra tốc độ nhanh như mộng lại như là một đóa hoa vàng trong hư không nở rộ rất nhiều người kinh hãi sau khi chân ngôn tôn giả đột phá địa tôn uy lực thần thông của hắn trở nên cường đại như thế hư không đều có cảm giác bị cổ màu vàng này trực tiếp hủy diệt thế nhưng cổ hút địa tôn lại cười lạnh một tiếng không sợ gợi sóng màu vàng tốc độ hắn cực nhanh địa hỏa dung viêm cùng cuộn trực tiếp xé rách gợi sóng màu vàng sậm gợi sóng màu ám kim tuy rằng đáng sợ lại không ngăn cản được công kích của cổ hút địa tôn bàn tay của hắn oanh kích lên gợi sóng màu ám kim lập tức bùng nổ ra ngàn vạn đốn lửa năng lượng sóng xung kích sáng lạnh tựa như tinh hà vắt ngang giữa bầu trời sáng chói không gì sánh được thân hình tới gần phía trước cổ hút bị tôn quát lớn một tiếng đánh ra một quyền vô tận hỏa diễm trong lòng bàn tay hắn dung hợp cùng một chỗ bắn ra hủy thiên diệt địa chân ngôn tôn giả bị đánh bay ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi thân thể phát ra tiếng cọt kẹt dù sao hắn mới đột phá cảnh giới địa tôn không được mấy ngày xa xa không phải là đối thủ của cổ hút bị tôn trong khoảnh khắc hắn bị thương chết đi cổ hút bị tôn gầm lên tiếp tục đột kích bàn tay bắn ra kình khí sắc bén như thiên đao chém xuống đủ rồi trở về diệp hách trưởng lão quát lớn trong tay xuất hiện một thanh chiến đao đao ý cùng cuộn tựa như đại dương khống chế đến mức tận cùng chém một đao về phía cổ hút bị tôn trong khoảnh khắc vị trí hư không của diệp hách trưởng lão thoáng cái đã tối sầm lại một đạo thông thiên đao quang xẹt qua giống như từ trong vô tận năm tháng phun ra đao quang màu đen đột ngột cảm kích lên nắm tay cổ hút bị tôn kình phong sắc bén cắt đứt một sợi tóc dài trên trán đối phương hai cổ kinh khí đáng sợ va chạm làm cho cổ hút bị tôn lùi về sau mấy bước mà diệp hách trưởng lão lại không nhúc nhích chút nào sức mạnh của hai người đụng vào nhau trong hư không sinh ra tia chớp màu tím đen đó là năng lượng quá mức tập trung bùng nổ ra sát ý đáng sợ diệp hách trưởng lão hôm nay chân ngôn tôn giả này vu oan cho ta như thế ta nhất định phải cho hắn một cái giáo huấn cổ hút địa tôn nổi giận sức mạnh địa hỏa đáng sợ trong thân thể dũng động lần nữa va chạm với diệp hách trưởng lão điên cuồng đối kháng cổ hút trưởng lão vậy mà có thể đấu ngang tay với diệp hách trưởng lão rất nhiều trưởng lão biến sắc thực lực của cổ hút địa tôn vượt qua tưởng tượng của bọn họ chẳng trách lại cuồng vọng như vậy đồng tĩnh lớn như vậy đám người trong doanh địa thiên công tác không thể không biết chỉ một lát sau xa xa tụ tập mấy ngàn người mấy người sư hổ yêu chủ cũng đều xuất hiện chăm chú nhìn nơi này chuyện gì xảy ra hỏa thần sơn xảy ra chiến đấu cỡ lớn lẽ nào là có ma tộc tiến công rất nhiều người khiếp sợ nói không đúng các ngươi xem đại trận thủ hộ đại doanh thiên công không bị phá phía trên giao thủ hình như là dịp hách thống lĩnh và cổ hút phó thống lĩnh của thiên công tác sao người của bọn họ lại đấu đá với nhau ngoại trừ một ít trưởng lão cung cấp tôn giả ra bình thường người căn bản không biết phía trên xảy ra chuyện gì tất cả đều che miệng vẻ mặt kinh sợ cổ hút ngươi làm càng nhìn thấy chính cổ hút cũng dám đối kháng sắc mặt diệp hách trưởng lão trầm xuống cơ bắp trên lưng phồng lên sức mạnh cùng cuộn trong thân thể ngưng tụ lại chiến đao trong tay sáng lên hoa văn phong cách cổ xưa trở nên vô cùng rõ ràng đây là bảo khí giải phóng phóng xuất ra uy lực mạnh nhất chiến đao mang theo khí lực vạn quân đánh về phía thân thể cổ hút trưởng lão khí kình bừng bừng giống như muốn chặt đứt bầu trời thế nhưng cổ hút địa tôn lại không lùi địa hỏa cùng cuộn trong thân thể thiêu đốt hóa thân thành một lò luyện cổ xưa ở trong cơ thể một quyền đánh vào trên chiến đao của diệp hách trưởng lão phịch một tiếng hai người tách ra lùi lại mấy trăm mét không tiếp tục tấn công diệp hách trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn cổ hút trưởng lão còn mắt hiếp lại thành một cái khe thực lực của cổ hút trưởng lão vượt qua tưởng tượng của hắn cho tới bây giờ hắn đã phát huy ra bảy tám phần thực lực nhưng một chút cũng không làm gì được đối phương đổi lại là cao thủ địa tôn khác hắn đã sớm một quyền đánh chết đối phương cổ hút trưởng lão đủ rồi lại ra tay đừng trách ta không khách khí diệp hách trưởng lão quát lạnh nhìn chằm chằm cổ hút chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng tất cả trưởng lão đều nghe theo hiệu lệnh của hắn hừ là chân ngôn tôn giả bọn họ nhất quyết động thủ không trách được ta cổ hút trưởng lão hiếp mắt lui về phía sau một bước tỏ vẻ nhượng bộ mục đích của hắn không phải là giết chết chân ngôn tôn giả chỉ là vì biểu lộ địa vị của mình chân ngôn tôn giả người cũng lui về phía sau một bước chuyện này ta sẽ bẩm báo lên trên để bên trên định đoạt dịp hách trưởng lão nói với chân ngôn tôn giả chân ngôn tôn giả hiếp mắt hắn muốn bắt cổ hút trưởng lão chỉ tiếc thực lực không đủ cổ hút địa tôn nghe vậy thì lạnh giọng nói nếu như dịp hách trưởng lão đã mở miệng vậy lần này nể mặt dịp hách trưởng lão nếu lại mạo phạm ta ta mặc kệ ngươi là ai không chết không thôi hừ lạnh một tiếng cổ hút bị tôn lui về phía sau một bước không khí trên tràn diện lập tức dịu đi mấy vị trưởng lão đều thở phào nhẹ nhõm chỉ cần không đánh nhau tất cả đều dễ nói chuyện ha ha nào dễ dàng như vậy muốn toàn thân trở ra không thể nào đúng lúc này một tiếng cười lạnh vang lên lập tức tất cả mọi người biến sắc nhao nhao nhìn qua người nào nhìn không rõ thế cục như vậy lúc này còn dám nói như vậy thế nhưng khi nhìn thấy người nói chuyện sắc mặt tất cả mọi người trở nên khó coi là tần trần tên già hỏa này muốn chết sao trong tay tần trần xuất hiện một thanh bảo khí lợi kiếm tôn giả tỏa ra sát ý nồng đậm từng bước một đi tới tần trần lui về phía sau diệp hách trưởng lão nhíu mày quát trái tai người này cố kết dị tộc ta chính là một thành viên của thiên công tác sao có thể để hắn tùy ý ở bên ngoài các ngươi không động thủ ta động thủ tần trần nói mẹ nó chứ rất nhiều người đều tức giận mắng người thân phận gì thực lực cái gì cũng dám khiêu chiến với cổ hút trưởng lão không thấy dịp hách trưởng lão đều không dễ dàng bắt được đối phương sao tự mình muốn chết đừng kéo theo những người khác đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha